Hi, xin chào các bạn. Để tiếp nối video mà mình rất tâm huyết về việc phát triển cái đàn guitar thương hiệu Việt ở phần 1 thì đây là phần 2 nhá. Phần 2 này sẽ là một món quà tri ân của mình dành cho các bạn cũng yêu thích, cũng ủng hộ thương hiệu Việt giống như là mình và luôn chờ đợi một ngày thương hiệu Việt của chúng ta phát triển mạnh, những cái đàn Việt sẽ chất lượng, vươn tầm ra thế giới. Đó, thì nếu ai chưa xem phần 1 thì các bạn có thể xem video này mình để link ở đây nhá. Thứ nhất là mình tìm kiếm những người nghệ nhân giỏi, tâm huyết đồng hành với mình vì một mục tiêu chung là phát triển cây đàn guitar thương hiệu Việt Nam mình. Thứ hai là nếu các bạn cũng là những người yêu thích cây đàn Việt Nam, muốn mua một sản phẩm Việt Nam xứng đáng, tốt và luôn luôn chờ đợi ủng hộ thương hiệu Việt Nam thì đây đúng là clip dành cho bạn. Và các bạn sẽ có món quà trong clip này. Tại vì ngoài việc tìm kiếm những người nghệ nhân giỏi, những người cộng tác đồng hành với mình trong con đường dài sắp tới, mình sẽ có những cái món quà ở cuối clip. Có những cây đàn chính người Việt Nam chúng ta làm rất tốt và mình sẽ để giá sale đặc biệt cho các bạn. Thì đó là hai ý chính. Và mình xin phép được lấy lại một đoạn từ clip trước, là mình giới thiệu qua về các cây đàn đó, rồi là test âm thanh về từng dòng đàn đó. Sau đó mình sẽ làm một việc mà như kiểu là các idol top top livestream bán hàng ấy, là mình sẽ đi dạo một vòng các cây đàn mà mình nhập về. Mình cũng ẻm từ mấy tháng rồi cơ, nhưng mà đến bây giờ mình mới tung ra, cho nên cũng có khá khá đó. Mình sẽ nhắc từng em một lên, là mã số bao nhiêu, rồi là quy cách gỗ sản xuất như nào, để các bạn có thể chọn nhanh cho mình được một cây đàn yêu thích. Sau khi các bạn chọn được rồi thì các bạn có thể inbox về cho shop xem cây đó còn không, rồi giá bán ưu đãi như thế nào. Ok chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ làm cho các bạn đánh thử âm thanh cho các bạn một vài cây ở đây. Sau đó thì cuối clip nữa thì mình sẽ quay một loạt xem đang có những em mã số bao nhiêu, rồi là hình thức như thế nào để cho các bạn chọn nhé. Còn âm thanh thì mình sẽ đánh một vài cây của thuộc loại gỗ đó đại diện thôi nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì đầu tiên trên tay mình là loại gỗ khá là quen thuộc. Nó là gỗ mahogany. Đó, các bạn thấy không? Cần ốc xanh, rất đẹp, sắc nét, nhìn cứ như kiểu Taylor 814CE cái hồi mà những năm 2013 đấy. Mình rất hâm mộ cái đấy. Rồi, như là sau lưng mình cũng vậy. Đây, sau lưng mình còn hai em cũng mahogany. Đây là dáng A, không có khuyết. Đó, đây là dáng A có khuyết và có hai cái vạt lận. Đó, miệng lỗ ốc này thì nhỏ hơn một chút, miệng lỗ này cũng nhỏ hơn và miệng lỗ này to. Nó rất là đa dạng nha các bạn nhé. Thì ok, mình đang ôm một cây dáng D có vạt. Mặc dù là dáng D nhưng mà nhìn rất là thanh thoát và đặc biệt là có cái vạt này sẽ làm cho chúng ta cảm giác ôm rất là thoải mái. Action ở đây vô cùng tuyệt vời nhé. Với cái action rất là tuyệt vời này thì các bạn chơi cảm giác rất thoải mái, bấm không sợ đau tay, sưng tay, nhất là người mới chơi. Đầu tiên là mình sẽ thử giải một vài hiệu âm, xem là cái độ vang cũng như là cái độ quyết âm như nào nhé các bạn nhé. Rồi, thử thôi nào. Wow, đàn Việt nhưng mà các cái dây rất quyện vào nhau. Các bạn nghe mình giải một hợp âm như là mình đánh một nốt ấy. Đó, nó quyện vào nhau, bass, mid, chép quyện vào nhau và vang ngân lâu. Mahogany thì cho một âm thanh rất cân bằng, dễ chịu. Bass, mid, chép đều cân bằng, hòa quyện. Nó sẽ không được sâu ơi là sâu và ấm ơi là ấm như Rowwood đắt tiền hơn nhiều, nhưng âm thanh của nó dễ chịu và chơi được hầu hết các dòng nhạc, đệm hát, fingerstyle, solo. Cây này, mahogany này mà nếu mà là những thương hiệu lớn Taylor, Martin ấy thì đều giá trên 50 triệu, thậm chí trên 60 triệu hết rồi. Như mình đã nói thì các cây đàn này đều có mức action rất là tốt, cho nên mình slide, mình kéo dây các cái ngăn trên cao rất là thoải mái. Mình thử chút nhá. Đấy, tác dụng của những cái cây mà bấm êm đấy. Tất nhiên khi chúng ta đệm hát thì hầu như sẽ chơi nhiều từ ngăn năm trở lên trên thôi. Nhưng mà khi các bạn chơi nâng cao một chút hoặc là chơi về solo ấy thì những cái ngăn trên nó êm, các bạn bấm nó sẽ thoải mái hơn. Đó, các bạn thấy không, mặc dù là gỗ maho nhá, nhưng mà tiếng bát mình thấy nó cũng rất là lực đấy này, các bạn nghe này. Giọng mình to nhưng mà tiếng đàn vẫn không hề chịu thua kém.
Ok, nhìn chung là tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với cái dòng gỗ thứ hai mà mình nói là nó cũng âm thanh cũng ngang ngang với dòng này, nhưng mà ngoại hình thì mình tin chắc là đẹp hơn hẳn. Chúng ta cùng đến với gỗ điệp. Rồi, tiếp theo, xin mời các bạn. Kính thưa các thể loại gỗ điệp, đây các bạn thấy không? Xung quanh mình, đó, vân gỗ rất là ảo diệu luôn. Bên nước ngoài thì họ tự hào với gỗ qua Hawaii, rồi gỗ Cocobolo, rồi gỗ Maple, những loại gỗ mà họ cho là quá đẹp, rồi là quá đắt, siêu khủng đắt. Thì hy vọng rằng đến một ngày nào đó, gỗ điệp của chúng ta cũng sẽ sánh vai với những cái loại gỗ đắt trên. Tiếng của nó cũng rất là hay các bạn nhé. Tất nhiên là nó thuộc họ gỗ, không phải là tiếng sâu như là cái họ gỗ Rose, gỗ cẩm ấn. Nhưng mà so với Mahogany các thứ thì nó cũng không kém gì luôn. Mà bù lại là các bạn sẽ có một cái vân rất là tuyệt vời ở đây. Đó, rồi. Ok, mình sẽ thử một em nhé. Đây, để em này ở đây. Để em xem. Rồi, em này. Đó. Trời, mỗi lần ôm vào, mặc dù nói nhiều các bạn cứ bảo quảng cáo hay PR, nhưng thực sự action. Trời, siêu nhẹ luôn. Tiếng chất kẹo vẫn vậy. Rồi, thử nhá. Wow. Cũng rất là cân bằng và cũng rất là vang, thanh thoát các bạn nhé. Đó. Mình cảm nhận là nó còn có một cái độ ngọt ngọt, ngọt ngọt. Các bạn thấy không? Action thì tuyệt vời rồi. Ok, đây là em gỗ điệp. Tất nhiên là mình cũng muốn nói với các bạn luôn là khi các bạn lựa chọn một cái đàn gỗ thịt ấy, thì các bạn phải cho các em nó thời gian để vỡ tiếng. Đó là cái giá trị của những cây gỗ thịt đó các bạn ạ. Khi các bạn càng chơi nhiều, càng nâng niu nó, thì tiếng đàn nó sẽ càng vỡ ra, càng thanh thoát ra, càng ngọt, càng có chiều sâu. Nó như kiểu là gừng càng già càng cay đấy. Các bạn chơi cây đàn càng lâu thì tiếng đàn nó càng ngọt, càng sâu. Ngoài ra thì các cây đàn ở đây, các nghệ nhân đều dùng một bộ dây rất là trung bình của hãng Alice thôi. Nó không phải bộ dây xịn sò Elise hay là Dario hay là một bộ dây làm xịn sò. Và nếu các bạn mua cây đàn này, sau này các bạn đầu tư thêm một bộ dây cao cấp nữa thì tiếng đàn đảm bảo sẽ lực hơn, cải thiện hơn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng gỗ tiếp theo của Việt Nam mình, cũng rất đẹp, là gỗ tràm bông vàng. Vâng, thưa các bạn, lại một loại gỗ rất là đẹp đến từ đất nước chúng ta, gỗ tràm bông vàng. Rất nhiều người cũng như là nhiều nghệ nhân gọi gỗ này là gỗ qua, thậm chí là qua Việt Nam, rồi rất nhiều cái tên qua. Sẽ khiến khá là nhiều người hiểu lầm đó chính là gỗ qua đắt tiền. Nhưng thực ra gỗ qua đắt tiền mà chúng ta từng được biết đến ấy, thì nó là qua Hawaii các bạn ạ. Nó đắt tiền, nó đẹp lắm và nó hay. Nhưng mà cái gỗ qua này tuy là nó không có đắt tiền như vậy, nhưng mà mình thấy được rằng nó rất là đẹp. Đối với mình thì nó đẹp cũng không kém đâu. Màu nó vàng vàng tự nhiên và nó có vân xương cá cũng khá là khít. Đó, thôi, đã thêm mình cứ gọi đây là gỗ qua của Việt Nam đi nha. Ok. Rồi, nói vui vẻ thôi, nó là gỗ tràm bông vàng nha các bạn nhé. Rất rất đẹp luôn. Trên tay mình đây có cây sơn bóng, sơn nhám này. Rồi, mình thử đánh cây này đi. Đó, để em này đây cho các bạn ngắm. Đó, giá nó cũng ngang ngang với những cây gỗ mahogany, gỗ điệp. Để xem âm thanh như thế nào nhé. Chỉ đẹp đâu, tốt gỗ, tốt cả nước sơn luôn các bạn. Các bạn cảm nhận được không ta? Âm thanh mình không chỉnh sửa nhé.
tiếng nó vang, cảm giác cái này thanh thoát ghê nhở. Các bạn thấy không? Đẹp hay đó chứ. Đầu ba thôi các bạn ạ. Cũng chỉ loanh quanh đầu ba thôi, nhưng mà không phải 30 các bạn ạ. Loanh quanh 3 triệu thôi. Tuyệt vời luôn. Vạt kê tay nhá. Ôm nguyên đêm luôn. Ngày xưa thì thời mình mới chơi đàn thì không biết đến những cái này. Cho nên là mặc dù là chơi cũng sung lắm, nhưng mà hết đêm nó cũng hằn lên tí, cũng hơi đau đau. Nhưng mà có cái này các bạn sẽ thấy một bầu trời khác biệt. Taylor những series rất là cao, ví dụ như series 8 cao cấp đấy, mới cả series 9 mới có những cái vạt này hơn 100 triệu. Ok, nói vui vậy thôi. Chúng ta đến với một cái loại gỗ nữa là gỗ Maple. Và giống giống cái vân Maple này thì ở Việt Nam mình có loại gỗ là bằng lăng cườm và gỗ gỗ gì nữa ta? Gỗ bằng lăng và gỗ gì? Gỗ còng cườm. Nó cũng hơi hơi giống nhau về ngoại hình. Đó, và âm thanh cũng rất là đã nha các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cây nhá. Đây, trên tay mình. Các bạn thấy không? Đẹp chưa? Cái tông của cái loại gỗ này thì nó thiên về màu sáng ấy các bạn nhé. Đó. Rồi, và nếu mà có cườm thì nó cườm kiểu xương cá khá là đẹp. Ở trên tay mình đang có hai em, một em là dáng A bình thường thôi, có hai vạt lận. Còn một em là như mình đã nói đấy, cái dáng này nó giống giống dáng của Martin OM, nó nhỏ gọn nhưng có võ. Ok, vậy thì mình thử luôn cái em dáng nhỏ này đi, xem nó có bị lép vế hay là xem nó có bị này kia không nhé. Đối với kinh nghiệm của mình thì những cái cây đàn mà dáng OM của Martin ấy thường là nó có một cái độ ngọt, ngọt ngào và tiếng nó vang vẫn đủ để nghe. Rồi chúng ta thử nhé. Đó các bạn thấy không? Độ vang nó rất là rõ ràng chi tiết. Thank you.
thật lòng mà nói, cây đàn này nó mới vừa xuất xưởng thôi, mấy cây đây toàn vừa xuất xưởng thôi, nhưng mà tiếng mình cảm giác như nó đã khá là ngọt rồi. Không biết là có phải do tay không, thực ra tay mình đang đau chứ chả có gì cả. Ok, mình vừa với test âm thanh cụ thể cho các bạn nghe bốn dòng đàn ứng với bốn loại gỗ mà mình vừa giới thiệu cho mọi người. Thì không biết các bạn thích âm thanh dòng nào hơn nhỉ? Mình tin là các bạn sẽ rất là băn khoăn nếu đang đắn đo hay là đang chọn mua cho mà xem. Tại vì dòng nào nó có cái hay của nó các bạn ạ. Quan trọng là các bạn khẩu vị của bạn thích dáng nào, thích cái kiểu cách nào và thích cái loại gỗ nào, thích kiểu âm thanh nào thôi. Tin mình đi, rất là hời đó các bạn nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến luôn với cái phần nó rất là thô sôi thịt thôi, là mình sẽ nhắc từng em một xem em này mã số bao danh bao nhiêu để cho các bạn chọn nhá. Còn em này tầm giá bao nhiêu hay là tầm gỗ điệp hay gỗ gì thì các bạn đã nghe mình đã sôi cho các bạn một vài cái clip test âm của từng cái dòng gỗ rồi đấy. Rồi ví dụ như đứng cạnh mình đây đó, em này là mã số 26 này, làm theo kiểu của Lakewood, rồi mặt gỗ thông, lưng hông gỗ tràm bông vàng. Ôi xời, còn lành luôn. Em này là số 29 đó, mặt gỗ thông. Và được cái em này khác một chút là cái đường cẩn ốc này nó nhỏ và nó chỉ có một đường thôi. Rồi hai vạt lận, hai cái vạt. Lưng hông là gỗ maple, như mình đã nói rồi đấy, gỗ maple này là cái vân trung bình thôi. Nếu mà maple mà xương cá dày đặc ấy thì siêu đắt đó, giá nó cũng chỉ ngang với những cây gỗ điệp hay là gỗ maho thôi. Maple dòng chung. Rồi, tiếp theo là em này. Số 1 luôn. Trời. Em là số 1 thì không ai là số 2. Lưng hông là gỗ điệp. Đó, mặt cũng làm theo kiểu của Lakewood nhá. Em này số 1 này. Nó có đường binding và cái đường này cũng là làm theo kiểu gỗ, làm theo kiểu ốc thôi chứ cũng không phải là ốc nhưng khá là đẹp. Đó. Một em nữa là dáng này là dáng A. Đây không phải là dáng D nhé, là dáng A. Dáng D nó to hơn, đâu rồi dáng D đâu rồi. Đây, cho các bạn xem lại dáng D. Dáng A, nhưng mà dáng A là dáng A không khuyết. Lưng hông là gỗ tràm bông vàng. Tiếp theo, em này cũng dáng A. Em này cũng dáng A. Gỗ gì đây, đẹp thế này, gỗ điệp. Gỗ điệp được ghép từ 3 mảnh à, giống kiểu Takamine GD93CE đấy, cũng ghép thành 3 mảnh, trông cho độc đáo. Lưng hông cũng rất là ngầu. Mặt đó, cũng cần ốc xanh luôn, ốc xanh kết hợp với đường chỉ đen trắng đen. Mã số của em nó là số 03 nhé các bạn nhé, chân dài số 03. À đây, em này mình giới thiệu ngay. Tại vì kiểu miệng lỗ của nó không biết các bạn thấy quen thuộc không, nếu các bạn đã từng chơi những cây đàn guitar của Acer. Miệng lỗ này là kiểu miệng lỗ của Acer. À, trong lòng, đây trong lòng cái gỗ chúng ta có lớp ốc xanh. Trông cũng rất là đẹp, tinh tế, cái kiểu ngựa này nhìn cũng lạ. Đầu đàn làm theo kiểu Lakewood, số là số 28. Lưng hông là gỗ tràm bông vàng. Đẹp quá. Nhìn ngoài đẹp lắm các bạn. Vừa review mấy cái này vừa hơi nhức ở cái nách. Rồi chúng ta sẽ xem. Em này cũng rất đẹp. Em này là gỗ điệp. Số bao nhiêu đây? Số 06. Đó. Miệng lỗ là gỗ nhá, làm theo kiểu của Lakewood, nhưng mà gỗ nó có cái phần đậm phần nhạt, cho nên nhìn nó cũng khá là 3D. Xa xa ngay cạnh mình đây cũng có một em, để mình lấy cho các bạn xem nhé. Đó. Ui, cũng đẹp. Gỗ điệp. Gỗ điệp thì vân nó có nhiều kiểu lắm, nhưng mà nhìn chung đẹp. Em này là số 33. Đó, đẹp quá. Ui, còn sót một em nữa các bạn ạ. Gỗ điệp. Nè, ủa. Thấy không? Gỗ điệp thì thường cho các bạn một cái trải nghiệm về cái vân gỗ khá là ảo diệu. Và nhìn đẹp. Người ta cứ nói là gỗ qua Hawaii đắt là vì sao? Tại sao nó rất đắt? Tại vì nó đẹp. Ngoài việc hay thì đây cũng đẹp mà. Gỗ của Việt mà, ủng hộ đi các bạn ơi. Gỗ điệp này làm lưng hông rất là hay. Tuy nhiên thì người ta sẽ ít sử dụng làm cần đàn vì nó chưa đủ cái độ mà để làm cần đàn, nó phải cứng hơn nhiều. Nhưng làm lưng hông rất hay và đẹp. Đó. Rồi, miệng gỗ thì cũng là Lakewood. Em này là số 4. Cứ như kiểu là mình má mì không bằng ấy. Ok. Chúng ta cũng có một quy cách của miệng lỗ Acer. Gỗ đỏ và xung quanh. Lưng hông là gỗ tràm bông vàng. Nhìn cũng na ná gỗ maho. Em này là số 20 nha các bạn nhé. Đầu đàn kiểu của Lakewood và chống lệch. Đây là phần cưỡi ngựa xem hoa cho các bạn. Có nhiều bạn thì nói là lấy cho em cây series này, có nghĩa là mặt gỗ thông, lưng ông gỗ maho đi. Thì mahogany với sapili thì vân nó gần như cây nào giống nhau, nó chỉ khác nhau có xíu à. Nhưng mà gỗ điệp hoặc là gỗ tràm bông vàng hoặc là mấy gỗ maple này này, nó cứ khác nhau cũng khá là nhiều, cho nên là sẵn tiện đây mình quay cho các bạn xem, các bạn thích cây nào thì nhanh tay nhá, đẹp lắm. Đây là em số 19. Mặt sơn bóng. Bóng chưa? Nhìn bóng chưa?
cần ốc xanh. Đó, nhìn xem các góc khác nhau tạo thành các màu khác nhau. Lưng hông mahogany. Rồi. Tiếp theo là em chân dài số 18. Đây. Cũng mặt sơn bóng. Đó, mặt sơn bóng thì cái chỗ này các bạn thấy không? Tại vì có nhiều nghệ nhân làm mà. Thì đây, chỗ này là đường cong, còn có em thì như em nào ta? Đây này. Em này thì ở cái cũng cái chỗ đấy thì nó giống như kiểu là của Gibson với cả Epiphone ấy, nó điệu đà hơn tí thì nó là thẩm mỹ thôi. Nó thẩm mỹ thôi chứ không có cái nào đẹp hơn hẳn cái nào hay là cái nào được chuộng hơn đâu, tùy các bạn nhé. Em này là số 18, lưng hông là gỗ mahogany. Nếu các bạn thích một cái gỗ nó quen thuộc. Mình thì mahogany cũng được, điệp cũng được. Nhưng mà điệp mà đẹp này thì sướng. Ê, cái kiểu con ngựa đẹp trên này. Trông nó rất là vintage nhé, theo kiểu mấy cái cây đàn của Tây Ban Nha nó hay làm kiểu này lắm. Đó, các bạn thấy không? Nghệ nhân họ sáng tạo phết đấy. Lưng hông cái này gỗ điệp. Ok. Em này là số 17. Rồi, tiếp theo. Em này là số 16. Đó. Cái kiểu ngựa đàn này của Taylor. Lưng hông là gỗ điệp. Đầu đàn thì làm theo kiểu Martin với Lakewood ấy, trời. Hơi bụi tí. Nghệ nhân sáng tạo ha. Cứ thấy cái phần này của ông này đẹp, like phần kia của ông kia. Em này là số 21. Lưng hông là gỗ tràm bông vàng. Màu vàng, rất đẹp. Đó. Rồi. Tự nhiên mình nhớ giống kiểu top top ấy. Ơi, quá sản phẩm đến em này. Khác là đang không live stream thôi. Em này là số 22 nhé các bạn. Số 22. Đó, có vạt. Chống đau tay. Đảm bảo ôm nguyên một ngày cũng thấy không có đau gì hết. Đó, lưng hông gỗ này là gỗ điệp. Rất ảo. Tung cái chảo lên. Rồi, cây này là số 23. Cần ốc xanh, lưng hông là gỗ tràm bông vàng. Đó, cái vân nó cũng là tràm bông vàng. Mỗi cây khác nhau một chút. Rồi, cây này là số 24. Đó, lưng hông là gỗ tràm. Và có một cái hình giống như kiểu là mắt của con cú. Đây là cái gốc gỗ các bạn. Thường thường gỗ ở những cái chỗ già, những cái chỗ gốc nó hay có mắt. Nhưng nếu các bạn không kiếm được một cái nửa dựng nó tương xứng ấy, mà chỉ có như này thôi, mà bên này bình thường ấy, thì trông nó vô duyên lắm. Và nó giống như kiểu là chắc chắn là giá nó sẽ bị hạ đi, nhưng mà nó lại thành thẩm mỹ. Cho nên là gỗ làm đàn các bạn phải chọn được một cặp. Không may cặp kia mà uốn bị hỏng hoặc gì đấy lỗi là thôi phải bỏ. Cái kiểu này. Tự nhiên mình khoái khoái cái này. Nhìn nó hay hay. Nhìn nó kiểu classic. Lưng hông là gỗ tràm. Em này là số 25. Rồi, tiếp bọn em nữa. Có hai vạt luôn. Hai vạt. Em này là số 9. Đầu đàn làm theo kiểu của Taylor ngày xưa này. Đó. Lưng hông là gỗ mahogany. Gỗ nhập khẩu, xà mịn lắm nhá. Em mấy các bạn không biết thích bóng hay thích nhám, nhưng mà thực sự là bóng cũng đẹp và mấy cái nhám này nhìn cũng hơi bị đẹp. Cái này số 12. Lưng hông là gỗ. Gỗ này là gỗ mahogany. Em này là em gì đây? Em số 11, lưng hông cũng là gỗ mahogany. Xà siêu mịn luôn, như da em bé. Ai thích Cristiano Ronaldo hay là thích số 7? Đây, số 7. Lưng hông cũng mahogany. Mịn hơn da em bé một tí. Ok, một em này ngầu 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 số 8. Nhìn qua thì các bạn có thể thấy giống gỗ cẩm, nhưng mà đây vẫn là gỗ điệp các bạn ạ. Cho các bạn thấy một cái sự biến hóa khôn lường của vân gỗ điệp. Mặt thì đó, các bạn thấy không? Đường viền các thứ cũng có. Cái đầu đàn này làm theo kiểu đầu đàn của hãng Acer. Đó, các bạn sẽ được trải nghiệm rất là nhiều cái tiểu tiết của nhiều hãng. Đây là số 8. Tiếp theo này. Đây là số 14. Đẹp quá, nhìn cái miệng lỗ này. Là gỗ nhá. Gỗ nhưng nó gỗ điệp cho nên là chỗ đen thì chỗ đỏ là chỗ trắng các thứ nhìn tổng thể đẹp lắm. Lưng hông, các bạn hãy xem điệp đi. Gần đây tự nhiên có một cái vũ trụ gửi tín hiệu gì. Nhiều bạn hỏi gỗ điệp thì tự nhiên đợt này bên mình rất nhiều gỗ điệp. Rồi, em này là số 14. Tiếp theo chúng ta có cây số 15. Cũng hai vạt luôn. À đây có một điều đặc biệt là cái bộ khóa này làm theo kiểu vintage. Mình chỉ là... Ồ thôi, bản quyền chết đấy. Thôi, vui vậy thôi, đây là em số 97. Miếng lỗ nhìn rất là đơn giản, mộc mạc. Lưng hông là gỗ mahogany. Em này cũng rất quen thuộc rồi. Số 93. Đây.
lưng hông là gỗ, là gỗ điệp cây 93 đó, nhưng mà cái đầu đàn lại khác cái cây cũng gỗ này ở trong kia, cái này là đầu đàn Taylor. Vui thật đấy, nghệ nhân của mình vẫn đang loay hoay để tìm mẫu mã để không thể nhận dạng thương hiệu là vì thế lung tung. Số 92 đó, số 92 lưng hông là gỗ mahogany, mặt là gỗ thông. Rồi cây này là số bao nhiêu? Cây này là số 90. Đó, lưng hông gỗ này là gỗ, gỗ này là giống gỗ chàm, gỗ chàm đấy các bạn. Tại vì ở đây ánh sáng nó đang làm cho mình hơi ảo giác tí. Miếng lỗ khá là đơn giản đấy các bạn nhé, này chỉ có hai cái đường chỉ đen trắng đen thôi. Đó. Đó, nhìn theo kiểu đơn giản. 92. Rồi. Em này là số 91, lưng hông là gỗ chàm. Đó. Khi mà những cây đàn mà mình đã test thêm một lần nữa rồi mình dán tem, cho nên nhiều cây này là chưa dán tem. Check kỹ thêm một lần nữa xong dán tem rồi các bạn sẽ phải đến tay các bạn. Tem này là tem ở shop mình thôi, để sau này để nhận dạng để chúng ta bảo hành đó, tránh để nhầm lẫn với mua bên shop khác. Ok, cây này là số 89. Đó. Lưng hông là gỗ mahogany. Rồi, còn em nào không? Còn em nữa. Cây này là cây số 95. Lưng hông gỗ mahogany. Đó. Miệng lỗ cắn ốc xanh, có vạt. Hình như dưới này còn một vài em nữa nhỉ. Đây, ngay đây có một em này. Em này là lưng hông, là gỗ này là gỗ điệp. Đó, có thêm một vạt. Số này là số 38. Rồi, một em nữa đi. Em này là em số 40, U40, lưng hông gỗ mahogany. Đó, mặt gỗ rất đậm, dành cho những fan của gỗ đậm. Đây, em này, đó là một câu chuyện của bạn nữ mà mình kể với các bạn đấy, dáng OEM đấy, còn vài cây thôi. Wow, vân gỗ, đây là vân gỗ hoàn toàn không phải vẽ nha các bạn nhé. Xương cá này ăn vào đảm bảo là hóc, ngoài mắt. Nói vui vậy thôi, nhưng mà vân gỗ này hiệu ứng thị giác rất là ảo diệu. Đó, vân gỗ theo kiểu này nó giống như gỗ qua Hawaii đó các bạn. Rồi, em chân dài lưng vằn này là số 39. Chúng ta lại tiếp tục ú à một lần nữa nhé. Ú à, thêm một em nữa này. Cảm ấn cao cấp, bộ khóa đa dung. Đó. Miếng lá nạm ở đây nhìn cũng hơi bị đẹp nha các bạn nhé. Vân rất ngầu, khóa vàng. Và cái hiệu ứng thị giác của cái miệng lỗ này nó khác với cái cây cảm ấn mà mình giới thiệu ở đoạn đầu. Mức giá thì ngang nhau, chất lượng thì ngang nhau, nhưng mà hiệu ứng nó khác nhau một chút thôi. Rồi, em này là số 96. Số rất là đẹp. Chưa hết đâu, chúng ta sẽ cùng dạo một vòng nữa trước khi kết thúc clip nha. Tiếp tục nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với em tiếp theo, 51. Đặc tính má mì ngày càng chuyên nghiệp các bạn. Rồi. Đó, cái kiểu của Gibson đấy các bạn. Nhìn rất là kiểu như là Tây nhá. Lưng hông chúng ta có gỗ mahogany. Số 51. Rồi, tiếp theo. Em này có tem mà chưa dán này. Em này số 42. Đó, cũng là ốc xanh này. Đó, tất cả đều là đầu 3 nhé các bạn nhé. Giá đang siêu là hời đầu 3. Full solid, lược ngựa xương, action siêu đẹp, âm thanh hay. Hàng chọn lọc, số 61. Rồi, rất quen thuộc rồi. Đó, lưng hông là gỗ mahogany luôn. Đẹp nhờ, đẹp quá. Không biết các bạn nhìn ở trong clip như thế nào. Rồi, tiếp theo. Số này là số 58. Mộc mạc, lưng hông cũng mahogany. Đó. Rồi, chúng ta xem. Kiểu đầu đàn này là của Acer. Tiếp theo là số 59. 59, có vạt nha các bạn nhé. Đó. Mấy em có vạt thì thường thường sẽ tranh với em không có vạt một chút thôi. Nhưng mà theo cái lý thuyết là những cái cây đàn ngoại mà có vạt ấy đắt hơn cây không có vạt khá là nhiều. Và cái vạt này mình cũng rất là thích nhé. Vì cái vạt này nó nhỏ gọn, màu đen thì cũng dễ để phù hợp với thị hiếu chung. Đó, nhưng mà có những cái người nghệ nhân họ làm cái vạt to đùng ấy thì mình thấy nó không tinh tế. Vì là mục đích nó chỉ là chống đau tay thôi, to quá nhìn nó lộ, nó không có đẹp. Đó. Rồi, lưng hông này này. Đây các bạn nhìn xem. Đẹp lắm. Lưng hông là gỗ điệp. Rồi. Ok. Tiếp theo. Tiếp theo thì mình đang có một em gỗ chàm bông vàng lưng hông. Màu vàng của nó trông cũng rất là hấp dẫn. Số 56. Cần ốc xanh. Tiếp theo là một em số vô cùng đẹp, số 86. Phát lộc.
mặt hồng, lưng hồng là gỗ điệp nhé các bạn. Nhìn khá giống maho nhưng mà cái thớ gỗ này là của điệp. Cái tông màu thì khá giống maho. Ok. Tiếp theo là một em rất giống màu áo của mình. Đây, em đen thui số 57. Vẫn là gỗ điệp nhé các bạn nhé. Nhưng mà được sơn đen thui dành cho những fan của màu đen. Rồi, cây tiếp theo đến thời điểm này thì các bạn nhìn là các bạn biết gỗ gì rồi đúng không? Đó, ảo diệu như này thì chỉ có gỗ điệp thôi hoặc là gỗ tràm bông vàng. Bộ khóa rất là vintage, em này là số 63. Đó, ok. Tiếp theo là số 62. Rồi, bạn nào thích số 62 không? Chốt nhanh con cây nhé. Tiến top top nói là chỉ còn một cây thôi, nếu không là gỗ điệp luôn. Đó, đầu 3 thôi. Tiếp theo là một em dáng A, rất là xinh xẻo, xinh xắn. Số 60. Đó, đẹp chưa? Dáng A này mềm mại chưa này? Lưng hông, lần này thì là gỗ mahogany rồi. Lưng hông gỗ mahogany. Ok, số 60. Em tiếp theo, số 64. Em này thì được, tức là gỗ này là gỗ điệp nhưng mà được đổ một cái màu đậm nhá. Đổ được cái màu đậm. Lưng hông cũng là được là ba mảnh gỗ luôn, hai mảnh gỗ điệp và giữa cũng là một mảnh gỗ điệp luôn. Đó. Cái kiểu này thì nhìn độc đáo lắm. Các bạn nào thích cái tông màu nhìn nó hoài cổ, đây tùy thôi. Đó, màu này không phải là cái màu mà các bạn nhìn quen thuộc đâu, nhưng mà nó đẹp theo kiểu hoài cổ. Số 64. Em siêu phẩm tiếp theo, chân rất dài và hơi to. Dáng D, em này số 65 nhé các bạn ấy. Cũng có mắt cú ở đây này, hai cái góc đối xứng nhau. Mặt thì là gỗ thông thôi. Đó các bạn thấy không, mặt gỗ thông. Rồi, số 65. Tiếp theo là một em lưng hông là gỗ mahogany, mặt sơn bóng. Trời ơi, sao mình thấy ốc xanh đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, nhìn như là Taylor Sorry 8 ngày xưa ấy. Sorry 8 bây giờ hơn 100 triệu rồi các bạn. Hơn 100 triệu. Taylor thì tất nhiên là họ, triết lý của họ làm đơn giản nhưng mà tinh tế, sắc nét. Nhưng phải nói là ốc xanh trình độ Việt Nam mình làm khá là đẹp luôn các bạn. Hiệu ứng thị giác chắc là bên Tây cầm vào cũng thấy bất ngờ đấy. Cái này có vạt luôn. Em nó số 52, số báo danh 52. Tiếp theo cũng tiếp tục đang chuỗi series lưng hông là gỗ mahogany. Đó, nhìn rất là già. Em này là số 41. Mặt là sơn bóng, lại là ốc xanh, trời ơi. Mê hồn không? Tôi không biết làm nào để các bạn nhìn nó đẹp như bên ngoài, nhưng mà nếu các bạn gần shop thì cứ qua, còn không hãy tin tôi đi, cực kỳ đẹp luôn. Thường thì là những cái đàn ngoại đấy, khi mà đã cần ốc xanh là những cây cao cấp. Còn đàn Việt mình thì tại vì đàn Việt mình đang bị định giá quá thấp so với cả cái chất lượng ấy, cho nên là các bạn mới mua được cái giá hời như vậy thôi, mà bây giờ là mình đang sale cho các bạn nữa. Tri ân các bạn yêu thích đàn Việt giống mình. Rồi, tiếp theo. Em này số 50, U50, trời. Chè cái này đi hoặc là đính Taylor vào đây, nhìn đâu khác gì mấy đâu đúng không các bạn? Hy vọng một ngày ha. Rồi, lưng hông mahogany. Trong trái tim mình hy vọng một ngày nào đó gần nhất có thể. Tất nhiên cũng chưa thể nào mong chạm ngay đến những cái đẳng cấp như là Taylor Martin, nhưng mà cũng là một thương hiệu mà nước ngoài họ chú ý. À, tầm giá cũng khá là dễ chịu, nhưng mà mua và âm thanh hay. Thay vì là cũng tầm giá dễ chịu này, mình mua đàn ngoại thì chỉ được beginner thôi. Beginner đối với nước ngoài là họ chỉ chú trọng là bấm làm sao êm, tiếng vừa phải. Đừng nghĩ đến cái chuyện hay hay là sâu. Nhưng mà mình nếu mà mua của ông Việt Nam này, tiếng cũng hay rồi. Đó. Tiếp theo. Đây. Núi lửa. Đẹp nhá. Gỗ tràm với cả gỗ điệp đẹp quá. Hiện tại thì mình cũng đang sưu tầm những cái dòng gỗ của Việt Nam song song với những cái gỗ quen thuộc như là maho hay là cẩm ấn, thì mình cũng sưu tầm những gỗ của Việt Nam mà vân nó độc lạ, nó quý hiếm như thế này. Em này là số 84. Trông mộc mạc, tinh tế. Rồi, tiếp theo một em full tràm bông vàng. Lưng hông và mặt tốp đều là tràm bông vàng. Miệng lỗ cần ốc xanh. Ốc xanh là ốc xanh nhỏ, còn mấy cây trước đó là ốc xanh to. Nhưng mà nó mỗi loại nó đẹp theo một kiểu nhé các bạn nhé. Số 83. Rồi, tiếp theo 82. Đằng trước thì cũng như bao em khác, nhưng đằng sau đẹp chưa? Wow. Đó, các bạn tưởng tượng thấy cái gì? Giống như kiểu là biển ấy, giống như kiểu bà biển rồi là hoàng hôn nhỉ. Đây cả một cái ông mặt trời đây ấy, thì thêm mấy chú cá đồ các thứ này nữa là lên đĩa thôi. Ok, số này là số 82. Tiếp theo là em số 85. Miệng lỗ kiểu Lakewood này ở Việt Nam mình cũng đang chuộng lắm các bạn nhé. Đó. Rồi, lưng hông là gỗ điệp. Số 85. Đó. Em gỗ điệp này thì vân khá là đậm. Đó.
tất nhiên là nghệ nhân họ theo cái trường phái họ muốn đổ thêm một cái màu đậm thêm cho cái gỗ điều đập thêm thì đây cũng là một trường phái mình thấy là ok. À, ai mà thích kiểu mộc mạc giản dị đầm chắc thì đây cũng là một lựa chọn tốt. Số 85. Yeah, lâu lâu mới được bắt gặp một cái em. Dáng ô em. Rồi, số 54. Đấy, lưng hông các bạn thấy không? Cũng là gỗ nhưng mà cũng có gỗ đít, gỗ đát nhé các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Để mà một cái chỗ mà gỗ mà nó cườm già như này là phải là những cái đoạn rất là già hoặc là cây gỗ rất là lớn chứ không phải là gỗ nào cũng làm được đàn các bạn nhé. Đó, đẹp luôn. Rồi, tiếp theo. Số 55, một con số rất đẹp. Đó, cái dáng này thì mình giới thiệu ở đầu clip rồi. Dáng D không khuyết, dreadnought không khuyết và có một cái vạt ở đây. Sao mình thích cái vạt này lắm các bạn ạ? Nó nhỏ rất là vừa tầm nhá. Nó không nhỏ quá hay cũng không to quá. Ốc xanh thì khỏi nói rồi. Nói nhiều thì lại vào PA. Rồi, lưng hông là gỗ điệp. Em này là số 43. Rồi, mặt trước thì rất là quen thuộc rồi. Đó, mặt sau thì là mẫu gỗ mahogany. Mahogany. Tiếp theo là em số 44. Ừ, khá là quen thuộc đến cái giờ phút này rồi, đi thật nhanh. Rồi, các bạn thấy không? Vân gỗ này. Cái cây này cũng là gỗ tràm. Cũng có rất là nhiều cái vân ngang xương cá đẹp lắm nhưng mà nghệ nhân họ lại thích cái trường phái là muốn trầm lại. Đây là tại vì ánh sáng ở đây, đây là một cái phòng kho của bên mình cho nên nó chưa đủ. Chứ còn nếu mà các bạn nhìn thực tế cũng đẹp đấy. Nó một cây kiểu đẹp rất là lạ, số 44. Tiếp theo lại một em ngầu như quả táo tàu, số 45. Đó. Đằng sau. Các bạn thấy không? Như kiểu là mình lạc vào một cái thế giới nào đó, một cái vũ trụ nào đó, thấy không? Tưởng tượng đi. Gỗ điệp là như vậy đó. Rồi bây giờ thì mình cũng cho các bạn xem một cây gỗ điệp nữa. Đây, gỗ điệp nữa. Kiểu đầu đàn là của hãng Acer nhé các bạn nhé. Đó, có hai vạt này. Acer ngày xưa cũng làm hai vạt. Tem thì mình chưa kịp dán. Đó, thì đây, gỗ điệp. Đây cũng là một cái kiểu vân gỗ điệp. Có những chỗ đen, có những chỗ vàng rồi là các thứ. Đó, đẹp lắm. Rồi, số 46. Em này thì nhìn ngay em vừa rồi xong nhìn xem này là tưởng là một loại gỗ nhưng không phải. Đây là gỗ tràm bông vàng. Nó vàng nhiều hơn nhé, thớ gỗ vàng nhiều hơn là những cái thớ đen. Nó không có những cái mảnh đen to như vậy. Nhưng nhìn chung là hai gỗ này nó đều đẹp. Và giá trị âm thanh nó cũng ngang nhau. Có vạt luôn. Đầu ba luôn. Quá tuyệt vời. Số 47. Tiếp nha các bạn, mệt chưa? Mình thì cũng hơi mệt rồi. Số 77. Rồi. Đó, lưng hông. Lưng hông này gỗ điệp nhé các bạn nhé. Khá là giống gỗ mà hồ các bạn nhỉ. Nhưng khi mà điệp mà nó không có vân nhiều, nhìn nó cũng giống gỗ mahogany. Cái tông màu ấy. Tiếp theo em này là gỗ tràm bông vàng. Em này là số 74. Rồi, mình sẽ nhặt thêm một em nữa ngay cạnh mình đây cho các bạn xem. Em này là số 73. Rất là quen thuộc rồi. Đến phần này của clip rất là quen thuộc. Lưng hông là gỗ mahogany. Tiếp theo là một cái số rất là đẹp với nhiều người, số 69. Ok, đây. Mặt thì nó cũng khá là quen thuộc rồi nhưng mà lưng hông. Lưng hông có một điều mình muốn nói các bạn là cái gỗ này là gỗ điệp. Chỗ này giống trái tim không này? Này. Không biết có nhìn thấy không, các bạn có nhìn thấy không? Còn ở đây nó có cái đoạn mà hơi mốc mốc. Thì ở Việt Nam mình ấy có nhiều nghệ nhân họ chuộng làm đàn gỗ mốc. Có thể là cái đàn nó mốc tự nhiên hoặc là có thể người ta cố tình bằng cách nào đó trong điều kiện môi trường nào đó để cho nó mốc. Rồi sau này họ vẫn xử lý gỗ để đạt tiêu chuẩn nhưng mà nhìn chung là có một trường phái là thích gỗ mốc lắm. Không biết các bạn có thích không nhưng mà trông nó khá là lạ. Ok, em này là số 69. Tiếp theo là em này là số 66, số toàn số đẹp không à. Rồi, mặt gỗ rất là quen thuộc. Lưng hông gỗ mahogany. Đó, rất là nhiều cườm. Đẹp luôn. Rồi, chúng ta cùng đến với em tiếp theo là một em dáng A. Số cũng đẹp luôn, nãy giờ toàn số đẹp, số toàn số mình thấy đẹp luôn, số 68. Rồi, dáng A, mặt là cần ốc xanh. Hay thật, vừa mới nói gỗ mốc xong thì có một cái gỗ mốc này. À, cái kiểu này mà mình cho mây trời và giống kiểu đây là những làn mây này, con chim trùng các thứ mà. Cũng hay đấy, gì cơ lắm đấy. Rồi, tiếp theo là em số 78. Cũng rất là quen thuộc rồi. Ok. Lưng hông là gỗ tràm nhé các bạn nhé. Em này số 79, có vạt. Đó. Lưng hông gỗ điệp. Yeah. Tiếp theo có một cái em này trông cũng khá là lạ là gỗ điệp, đẹp chưa? Đấy, gỗ điệp có nhiều kiểu vân áo lắm. Còn mặt gỗ thì được đổ cái màu gọi là cái màu này giống như màu autumn của mấy cái hãng đàn nước ngoài ấy. Thì cái màu này có người thích, có người lại không có thuận mắt lắm. Nhưng mà tùy, đây cũng là một sự lựa chọn cho các bạn nhé, nếu các bạn muốn sự khác biệt.
Đầu ba thôi mà, chất lượng âm thanh khỏi nghĩ. Còn cái ngoại hình thì cũng là tùy gu đúng không? Số là số 67. Rồi, mặt cỗ rất là quen thuộc. Lưng hồng, mahogany, nhập khẩu. Rồi, em tiếp theo nhé. Em tiếp theo thì chúng ta có một em tràm bông vàng, gỗ màu ánh vàng tự nhiên, khá là đẹp. Số 70, miệng lỗ thì cũng khá là vintage. Ok, tiếp theo đi. Tiếp theo là số 72. Đẹp nhỉ. Lưng hồng, mahogany, quen thuộc, cái này không có vạt. Đó. Tiếp theo là một em gỗ tràm với số là 76. Đó, lưng hồng, chà, đẹp phết. Nhanh tay nha các bạn nhé. Một khi mà mình đã làm clip mà thật nhanh, xôi thịt như này, từng cây một là hết luôn nhé. Chứ không có cái cây giống hệt như thế đâu. Đó, hiếm khi mình làm clip này lắm. Tại như mình đã giải thích ấy, là khi mà mình tìm đủ nghệ nhân rồi, mình không đến các xưởng để chọn nữa thì sẽ không có những cái cây này. Mình sẽ ra sản phẩm của riêng mình. Tiếp theo là em số 71. Bạn nào thích sự khác biệt, tuy rằng bạn có thể không thích mọc sừng, nhưng mà các bạn thích khác biệt thì cũng được. Mình hơi nhảm tí, nhưng mà đây là cây dáng nhọn. Đây là gỗ tràm bông vàng, nhưng mà được nghệ nhân sơn đậm đi. Nghệ nhân của chúng ta ngoài cái việc gọi là sơ chế gỗ, họ thích sơn gỗ, tạo màu gỗ, thì cái tông này có người thích, có người chưa quen mắt. Đó, đây là màu gỗ đậm, nhưng mà các bạn vẫn nhìn thấy lấm tấm vân gỗ cườm. Đối với mình thì trông nó cũng rất là lạ và trông nó thú vị. Rồi, bọn em cuối cùng với mã số là 48. Mộc mạc để lại sự luyến lưu mặn mà. Đó. Có một thời mà mình cuồng cái kiểu miệng lỗ ấy lắm. Mình đã từng nhà nghệ nhân làm cho mình những cái cây miệng lỗ như thế này các bạn ạ. Đó. Nó có cái gỗ đỏ mộc mạc xung quanh là đường chỉ. Lưng hông là gỗ điệp. Đẹp, đấy các bạn nhìn thấy không? Cần còn có cả cườm luôn này. Số 48 nhé các bạn. Như vậy là chúng ta, mình đã đi thật nhanh, giống như kiểu một top top đúng nghĩa, để cho các bạn chọn phải một cái đàn, vì đây là một cái món quà mình muốn dành cho các bạn với một mức giá rất là hời. Các bạn có thể đến shop mình để trải nghiệm, hoặc là cứ yên tâm đi, mình khẳng định với các bạn là với cái đầu ba, cho những cái model nãy giờ hầu như đầu ba có mấy cây gỗ cẩm ấn cao cấp thì mới là đầu năm thôi, thì mình tin rằng sẽ khó kiếm được những cây là đầu ba với chất lượng tương tự cả về hình thức, âm thanh, độ bền và cảm giác bấm. Và mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem đến tận giây phút này, và hãy tiếp tục ủng hộ đàn Việt và thương hiệu Việt nhé. Chia sẻ cho bạn bè mình và chờ đợi mình đi, sắp tới sản phẩm của mình ra thì sẽ giới thiệu cho các bạn thật nhiều. Cảm ơn và cảm ơn.